Rồi, ok các bác, xin chào các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em Tuấn Audio. Thì cũng đã rất là lâu rồi, sau một cái thời gian mà em đi sang bên Trung Quốc tìm hiểu thị trường, thì đến ngày hôm nay bắt đầu mới có thời gian để lên video giới thiệu với các bác những cái mã sản phẩm em nghiên cứu trong cái thời gian vừa qua. Có thể nói là sản phẩm cực kỳ là hot và cực kỳ là chất nha các bác nhá. Giá thì đảm bảo cho các bác và anh em là vô cùng là rẻ và yêu thương. Thế nên các bác và anh em mà đang muốn tìm hiểu, đang quan tâm đến cái dòng sản phẩm này, đặc biệt là yêu quý em Tuấn Audio, thì các bác có thể là đăng ký kênh và liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em để được tư vấn cũng như là hỗ trợ mua hàng nha các bác nhá. Rồi, và thời gian vừa qua thì sau khi mà đi du lịch cũng như sang tìm hiểu về bên phía thị trường Trung Quốc, thì em đã mang về cửa hàng mình những cái mã sản phẩm như là loa bát giờ, và đặc biệt hơn là thời điểm hiện tại đang rất là hot cho các bác, đó chính là những cái dòng mẫu loa trợ lời đấy, dành chuyên về cho các bác và anh em nghe nhạc nhá. Rồi, đầu tiên thì em có hai cái mã sản phẩm mà em thời gian vừa rồi rất là tâm đắc giới thiệu luôn với các bác. Đây là những con loa trợ lời của nhà 3G Audio. Đấy. Thứ nhất là về cái vẻ đẹp thiết kế, thì chúng ta sẽ có thể là nhìn thấy ở đây là một trong những cái mẫu loa trợ lời, mẫu loa lằm khá là gọn. Các bác có thể dựng đứng được nó lên nhá. Các bác chỉ việc dựng đứng nó lên khi mà các bác tháo cái chốt này ra này. Các bác tháo chốt này ra, xoáy cái này ra là nó sẽ mất cái chân này, các bác có thể dựng đứng được lên như thế này. Nhìn rất là chất, rất là chuyên nghiệp đúng không ạ? Những cái mẫu loa trợ lời này thì được bên phía thị trường Trung Quốc đang rất là hot thời điểm tháng 4, tháng 5 nha các bác nhé. Và bây giờ đang là tháng 7 rồi. Đấy, những cái loa này người ta chỉ dùng lướt qua xong rồi người ta bán thanh lý thôi. Đấy, các bác phải biết là rất là đẹp. Và cái mẫu thứ hai trong cái video ngày hôm nay mà em muốn giới thiệu được các bác, đó chính là mẫu loa Audio King. Đó. Mẫu loa trợ lời Audio King. Con này nó là hàng lướt nha các bác nhé. Hàng nước rất là đẹp, mẫu mới. Thương hiệu Audio King thì ngày xưa các bác cũng đã biết rồi, một trong số những cái mẫu loa dành cho những cái khu vực sự kiện sang trọng. Thiết kế này các bác nhìn thấy mẫu thiết kế đẹp đúng không? Phía đằng sau thì cái cầu đấu loa các bác có thể thấy là được những cái thông số kỹ thuật, như là con này nó có cái giải nằm ở 4kHz nha các bác nhé. Giải rất là cao đúng không? Giải rất là cao. Chế điện trở kháng 8 ohm, đặc biệt hơn là những cái dòng loa trợ lời này, nghe nhạc này. Đấy, có độ nhạy lên đến là 90 dB. Công suất của nó tiêu hao nó chỉ có 60W thôi nha các bác nhá. Công suất tiêu hao chỉ có 60W thôi. Đấy, những cái mẫu loa trợ lời rất là nhẹ nhàng. Các bác có thể sử dụng một con loa trợ lời như thế này. Đấy. Ở trong cái khuôn gian cũng như là cái khuôn viên của gia đình mình rất là tiện lợi. Đấy, hai mẫu để cho các bác và anh em lựa chọn nhá. Một mẫu của nhà 3G Audio và một mẫu của nhà Audio King. Đấy, bên em đang về khoảng tầm 300 cặp nha các bác nhé. Con này nhạc lên thì thôi, hết nước chấm luôn. Nhạc lên con này thì các bác nghe hết nước chấm luôn. Rồi, vừa đấy là Audio King đúng không? Còn con này là của nhà 3G Audio. Phía đằng sau thì cho chúng ta một cái thiết kế là một cái giá này. Một cái giá này. Và ở đây thì các bác có thể thấy là những cái thông số kỹ thuật, như là con này chỉ tiêu hao là 4, công suất yêu cầu là 40W thôi. Độ nhạy là 88 dB trên 1mm trên 1W nha các bác nhá. Và điện trở kháng 8 ohm. Con này thì kích thước của nó là 212 x 187 x 315mm. Đó, chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây. Tất cả những cái thông số kỹ thuật của cái con loa trợ lời này. Đấy. Nó đều có hết nha các bác nhá. Hai mẫu loa trợ lời để các bác và anh em có thể tham khảo được trong cái video ngày hôm nay của em Tuấn Audio. Nếu các bác mà đang quan tâm, đang muốn mua những dòng sản phẩm này thì các bác có thể là liên hệ qua số điện thoại của em Tuấn Audio này, 0974251246. Em sẽ hỗ trợ tư vấn giúp các bác cũng như anh chị em mua hàng nhá. Đặc biệt là kết bạn qua Zalo với em. Em sẽ tư vấn cho các bác cũng nhờ về thêm những cái mẫu chép rất là mới trong thời gian gần đây, đó chính là những cái mẫu chép của nhà Sanan nha các bác nhá. Khá là giống với cả cái thương hiệu của Martin đúng không? Các bác thấy những cái thương hiệu này khá là giống của Martin, nhưng đây nó là cái mẫu chép mới của phía thị trường Trung Quốc. Chép mới ra nha các bác nhá. Con này nó là chép 450, kèn vuông 16 x 16 này.
bên phía dưới đít thì nó là chép gang, đít xứng gang nha các bác, nghe tiếng gõ này. Đó, các bác thấy không? Em gõ tiếng kêu của nó xứng gang nhá, dòng này tiếng cực kỳ là bay. Nghe rất là đanh luôn. Đấy, giá thì cũng chỉ có vài trăm nghìn thôi. Nếu các bác còn đang muốn mua những dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ cho em. Đấy, qua cái đường dây hotline. Đấy, cũng như là một vài mẫu chép chỉ có tầm 600 hẳn, như là JBL đây các bác thấy, JBL này 45W trở kháng 8 ohm này, đít là đít xương gang mùi khế. Cái dòng này thì từ năm ngoái rồi, bán từ năm ngoái rồi, cũng chỉ có 600.000 thôi. Giá rất là rẻ, còn rất là nhiều nữa. Và đặc biệt hơn là thời gian sắp tới thì em sẽ quay trở lại với tất cả các bác cũng như anh chị em về những cái mẫu loa bát rời này, những cái dàn âm thanh sự kiện này. Đấy, hàng siêu phẩm siêu đẹp cho tất cả các bác và anh em nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh và theo dõi kênh của em. Đấy. Rồi một lần nữa thì video của em cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo lần sau.